Viên uống trắng Zarelum in Advance White 1650mg Glutation Complex 90V. Viên uống trắng Zarelum in Advance White 1650mg Glutation Complex 90V. Zarelum in Advance White 1650mg Glutation Complex lột sắc cho làn da đen nhẻm xấu xí. Viên uống trắng Zarelum in Advance White 1650mg Glutation Complex của Mỹ vừa chiết xuất từ tế bào gốc nhau thai ngựa EGF và glu tất nhiên 1650mg sẽ giúp phụ nữ chúng ta nhanh chóng sở hữu cho mình một làn da trắng sáng, khỏe mạnh. Zarelum in Advance White 1650mg Glutation Complex là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho phái đẹp. Đây là dạng thực phẩm chức năng dành cho nữ bán chạy nhất thế giới và được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sản phẩm giúp cải thiện da và làm trắng da một cách tự nhiên. Thành phần: L-glutathione giảm 800mg, alpha-lipoic acid 100mg, vitamin C 100mg, nhau thai protein extract 200mg. Viên uống trắng Zarelum in Advance White 1650mg Glutation Complex có thực sự hiệu quả. Zarelum in bổ sung glutathione nhằm cải thiện sức khỏe cho cơ thể, nhất là da, tóc và móng tay, mang đến cho bạn một làn da trắng sáng và khỏe mạnh. Giải độc tố cho cơ thể, phục hồi tối sinh làn da lão hóa, tăng cường dưỡng trắng da, ngăn ngừa sự hình thành sắc tố melanin, nuôi dưỡng làn da trắng hồng, tươi trẻ, săn chắc, mịn màng và đẩy lùi những dấu hiệu lão hóa da. Giúp da trắng mịn, giảm các vết thâm do nám da, sạm da, da không đều màu. Hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, săn chắc, hồng hào và tươi trẻ. Tăng độ đàn hồi cho da, kích thích sản sinh collagen và elastin. Bảo vệ da khỏi tổn thương gây ra bởi tác hại của tia từ ngoại UVA trên UVB có trong ánh nắng mặt trời. Hướng dẫn sử dụng: uống 2-3 viên mỗi ngày sau bữa ăn hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Đối tượng sử dụng từ 18 tuổi trở lên. Sau tác dụng của sản phẩm nhanh hay chậm tùy thuộc tình trạng cơ địa của từng người.